Chào các bạn đến với kênh của Gió Chí Thiên ở Cồn Chô Ma các bạn. Này tiếp tục cập nhật giới của anh Hảo mình ở khu vực Cồn Chô Ma nè các bạn. Đó, ớt đang về nè các bạn. Đây. Cả nhà mình cùng xem đây. Ớt hàng này là hàng xin hồi sức nữa các bạn. Chay tà ná luôn mà. Đây. Đang lựa. Ê, chỉ của anh bằng mấy triệu đó được không? Anh làm chuyện coi. Đây. Biết rồi, anh nói là làm công chuyện chứ không có gì. Xin đây mà. Cái gì đây hả? Đi xin hay gì? Đi xin nhờ nhỏ mà không cần cái bự mà. Đang đây là đi xin. Không không biết rồi. Ta là người trai đâu hả? Trời đợi con đi 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 chơi đi. Này xin dao động khoảng bao nhiêu? 30, 31. 32. Tới nó mẹ mày khùng gì. Đấy. 31, 32 luôn. Tại mưa đó không có xin. Còn hàng chợ là hai mấy anh? Hàng chợ này 26 hả? 26, 26 hả? Sao 27 ngày bữa nay là ngày 2 tháng 11 các bạn, 2022. Bông gì là đi hàng chợ? Đây bông cuốn là đi hàng chợ các bạn. Nó bông cuốn, nó cuốn xanh. Đây, đây hàng chợ. Tại giờ ăn hai hàng các bạn, ớt chợ và ớt xin. Trái bạnh bạnh không trời. Nhìn đã nha. Xíu là nó dậy luôn rồi. Nó có là anh cầm cẩy là của mình đó. Sao mày chịu hết nổi rồi.